15 điều thú vị đáng kinh ngạc về Hồng Kông. Số 1. Những chai rượu đắt nhất thế giới với giá gần 233.000 đô la Mỹ mỗi chai được bán tại một cuộc đấu giá ở Hồng Kông. Số 2. Hồng Kông có nhiều tòa nhà chọc trời nhất thế giới với 8.000 tòa nhà cao hơn 14 tầng, gần gấp đôi New York. Số 3. Hồng Kông tiêu thụ lượng chè gấp 3 lần mức trung bình trên thế giới với tổng lượng tiêu thụ trên 9.720 tấn mỗi năm. Số 4. Hồng Kông có chỉ số IQ trung bình là 107, cao nhất thế giới. Số 5. Hiện Hồng Kông có hơn 200 hòn đảo. Số 6. Tỷ lệ người có xe Rolls-Royce ở Hồng Kông nhiều hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Số 7. Địa hình của Hồng Kông nhiều đồi núi đến nỗi, ở quận trung tâm còn có cả thang máy ngoài trời. Số 8. Cái tên Hồng Kông bắt nguồn từ hai ký tự chữ Hán, được dịch ra là Hương Cảng. Số 9. Câu nói, chỉ những con chó điên và người Anh mới đi ra ngoài vào giữa trưa nắng, bắt nguồn từ Hồng Kông. Noel Coward đã viết những lời này để chỉ tiếng súng nổ giữa trưa trong những cuộc tấn công tại vịnh Causeway từ thời thuộc địa. Số 10. Nhiều gia đình ở Hồng Kông coi chim sơn ca như thú cưng. Họ đưa chúng ra ngoài đi dạo và thậm chí dắt chúng tới phòng trà. Số 11. Nhà vệ sinh ở Hồng Kông sử dụng nước biển. Số 12. Hầu hết những ngôi nhà cao tầng ở Hồng Kông được xây bằng giàn tre. Số 13. Phần lớn Disneyland ở Hồng Kông thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Công ty Walt Disney nắm chưa đến 50% cổ phần. Số 14. Với tỷ lệ giết người cố ý là 0,2 trên 100.000 người trong 16 năm trở lại đây, Hồng Kông là một trong những thành phố an toàn nhất trên thế giới. Số 15. Nếu một phụ nữ Hồng Kông phát hiện ra chồng mình không chung thủy, luật pháp cho phép cô ấy được giết anh ta, nhưng không được sử dụng bất cứ thứ gì ngoài tay không.